Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Có chuyên gia đã gom các bí quyết dưỡng sinh thành bản cửu chương, chỉ cần nhớ kỹ nguyên tắc 9 nhiều 9 ít rồi thực hành lần lượt từng cái, bạn sẽ nhận được lợi ích cả đời. 1. Ít thịt, ít đậu. Điều này dường như mọi người đều biết, bên cạnh chúng ta có không ít người ăn thịt động vật, thịt băm viên, thịt nướng, thịt vịt nướng, thịt kho tàu, bữa nào không có thịt thì không vui. Theo khuyến nghị của tháp cân đối thực phẩm, mỗi người tốt nhất chỉ ăn 75g thịt nạc mỗi ngày, tức là một miếng to gần bằng một bộ bài 52 lá. Trong đó, người lao động chân tay, nam giới có thể ăn nhiều thịt đỏ hơn. Người lao động trí óc, người nữ và người già thân thể, cơ năng đã thoái hóa nên ăn nhiều thịt trắng. Người bị béo phì, bệnh tim, cao huyết áp càng nên ít ăn thịt, nên ăn nhiều chế phẩm từ đậu. Cây đậu được xưng là thịt mọc ra từ đất. Đặc biệt, dùng đậu làm đủ loại chế phẩm, ví dụ như sữa đậu nành, đậu phụ khô, tàu khủ đều là thực phẩm cung cấp protein rất tốt. Ngoài ra, nên ăn thêm đậu hạt, đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ. Mỗi loại đều là một nguồn dưỡng chất rất tốt cho cơ thể. Lưu ý ăn nhiều thịt, nhất là sản phẩm thịt qua chế biến công nghiệp như thịt xông khói, làm tăng nguy cơ ung thư. Điều này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận mới đây. Tuy nhiên, ăn đậu cũng cần tìm được loại đậu lành tính nhất, tức là đậu không biến đổi gen. 2. Ít muối nhiều giấm. Muối không chỉ trộm đi canxi trong cơ thể mà còn lấy đi huyết áp bình thường. Lúc nấu cơm ở nhà, bạn hãy cho ít muối hơn. Ngoài ra, cũng cố gắng hạn chế lượng xì dầu, nước tương, sốt cà chua, tương ớt, bột cà ri. Càng phải cẩn thận những thực phẩm có muối ẩn bên trong như thịt kho tàu, thức ăn hầm cách thủy, khoai tây chiên, đồ hộp và đồ ăn nhanh vì trong chúng đều có hàm lượng muối khá cao. Giấm chua được xem là gia vị bảo vệ sức khỏe trong phòng bếp. Lúc xào rau có thể cho thêm một ít. Giấm chua làm từ gạo, không phải loại giấm công nghiệp, có thể giảm mỡ trong thịt. Dùng giấm chua trong mì phở có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Khi làm súp xương hay cá, bạn cũng có thể thêm chút giấm, có thể giúp hấp thụ canxi. Ngoài giấm gạo, các loại giấm khác cũng rất hữu ích cho sức khỏe, đặc biệt là giấm táo. 3. Mặc ít, tắm nhiều. Người Hoa có câu, xuân ô thu đóng, xuân ấm thu lạnh. Để nói về nguyên tắc mặc quần áo theo mùa, thật ra thu lạnh không phải để bạn chịu lạnh, mà là chỉ nên từ từ hẳn mặc thêm áo quần. Sự kích thích của không khí lạnh có thể trợ giúp thân thể chuyển biến, đề cao lực thích ứng với nhiệt độ thấp. Khi không khí bên ngoài hạ xuống 10 độ, cũng là lúc nên chấm dứt thu lạnh rồi. Giặt rửa xong tắm nước nóng có thể giúp thư giãn, lại giúp ngủ ngon. Quan trọng nhất là lúc tắm làm chút động tác, ví dụ như massage vùng bụng thuận theo chiều kim đồng hồ, tắm vòi sen ở phần bụng, có thể ngừa táo bón. Lúc nước chảy, massage mặt có thể giúp tăng lưu thông máu, giảm bớt mệt mỏi. Sáng sớm thích hợp tắm vòi sen, có thể đánh thức thể xác và tinh thần, mà trước khi ngủ 1 đến 2 giờ tốt nhất tắm một lần, nước hơi ấm, độ chừng 40 đến 50 độ, hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút. 4. Ăn ít, nhai nhiều. Dù sao cũng liên quan đến miệng của mình, không ngại thì hãy thử nghiệm mấy điều sau đây. Bắt đầu ăn cơm khi cảm thấy đói, không ăn quá no, hơn nữa có thể cố định thời gian ăn. Mỗi bữa ăn cơm ít nhất gần 20 phút đồng hồ, bởi vì từ lúc bắt đầu ăn, sau 20 phút, đại não mới có thể tiếp thu tín hiệu no. Như vậy, mỗi miếng cơm nhai 15 đến 20 lần trợ giúp tiêu hóa, tránh béo phì, còn có thể làm giảm cảm xúc khẩn trương lo nghĩ. Không ngại dùng muỗng nhỏ thay đũa hoặc thay phiên sử dụng đũa và muỗng khi ăn cơm, cho dù muốn nhanh cũng không thể nhanh hơn, phải cam đoan mỗi miếng cơm đều được nhai kỹ lưỡng để không làm mệt dạ dày. 5. Ít thuốc, luyện nhiều. Dù thường ngày bạn như thế nào, lúc uống thuốc nhất định phải keo kiệt một chút. Gặp những bệnh nhẹ như cảm mạo, tốt nhất kiêng được thì kiêng, không nên uống thuốc tùy tiện. Người già còn nên tuân thủ nguyên tắc, thêm tuổi giảm lượng. Người ngoài 60 tuổi, lượng thuốc dùng nên bằng 3/4 người trưởng thành. Không thể tự tiện gia tăng. Hơn nữa, cùng lúc chỉ nên uống nhiều nhất là 4 loại thuốc. Một giải pháp có thể hạn chế dùng thuốc, nhất là các loại tây dược nhiều tác dụng phụ, đó là năng dùng gia vị nấu ăn,
thay đổi các món, thay đổi theo ngày. Hãy nhớ rằng cây cỏ mới là nguồn thuốc tự nhiên quý giá nhất, hiệu quả nhất. Thiền định kết nối con người với tự nhiên và vũ trụ. Nếu không có thói quen rèn luyện thân thể, uống thuốc cũng tương đương như phí công. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, chỉ cần mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể khoảng 15 phút, bình quân có thể kéo dài tuổi thọ hơn 3 năm. Ví dụ như luyện tập thân thể bằng cách đi nhanh, chạy bộ, đạp xe đạp, khí công, thiền định đều được cho là liều thuốc tốt nhất. 6. Ít đi xe, đi bộ nhiều. Có một nghiên cứu cho thấy khi số lượng xe ngày càng nhiều, ước chừng 25% người đã vứt bỏ thói quen đi bộ. Nghiên cứu đó phát hiện, người cả ngày lái xe so với người thích đi bộ, thời gian mắc bệnh bị kéo dài gấp đôi. Hiện nay, mọi người thường dùng lý do công tác bận rộn nên trốn tránh vận động. Thật ra, mỗi ngày đi bộ 30 phút có tác dụng vận động dưỡng sinh, hệ thống miễn dịch đạt hiệu suất rất cao. Đi chân đất giúp trung hòa điện tích dương cho cơ thể. Nếu tìm được chỗ đi bộ sạch sẽ, an toàn thì nên tháo cả giày lẫn tất để cho chân tiếp với đất, với nước. Như thế sẽ làm giải tỏa tức thì các điện tích dương đang từng giờ từng phút được đổ lên cơ thể thông qua các thiết bị điện tử hiện đại mà gần như ai cũng phải dùng. 7. Ít muốn, bố thí nhiều. Bình thường không ngại giúp đỡ người khác nhiều hơn một chút, như cho người lạ mượn giấy bút hoặc cho người ăn xin ít thức ăn hoặc tiền, tham gia hoạt động quyên góp. Chút ít điều lành đó có thể giúp bạn cảm thấy ý nghĩa cho cuộc sống, mang đến cho bạn cảm giác thanh thản, phiền não tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Mặt khác, đồ ăn ngon không nên ăn một mình, chia sẻ cho người khác một chút. Chẳng những có thể chia sẻ thứ ngon với mọi người, còn có thể khiến nhiều người quý mến bạn hơn. Không nên lười biếng nhờ đồng nghiệp mang giúp đồ ăn hay đồ vật này kia. Hãy rời khỏi chỗ ngồi, tự mình đi một chuyến, xem có thể tiện tay giúp người khác điều gì không. Vì như vậy, không chỉ có thể cử động gân cốt, còn phòng được mỡ dư thừa trong cơ thể, còn nhận được thiện duyên từ người khác. Các nhà khoa học hiện nay đã tìm thấy mối liên hệ nhân quả trong dưỡng sinh. Chỉ cần bạn thiện tâm đồng cảm với người khác, sức khỏe lập tức được thêm thụ ích, tế bào đã trở nên tròn trịa và khỏe mạnh hơn. 8. Ít lo, cười nhiều. Quá coi trọng chức vị, muốn thật nhiều tiền, muốn chuyển chốn ở, không bỏ được sự kiêu ngạo, không muốn mất thể diện, rồi chăm lo con cái. Nét lo âu đọng trên mặt mỗi người. Sao không thử điều này xem? Đứa trẻ 4 tuổi cứ 4 phút lại cười một lần, người trưởng thành ít nhất 1 tiếng nên cười một cái. Cười không chỉ có thể tăng lượng hô hấp, còn có thể giúp bạn giảm béo, mở trói cho trái tim. Cười to thoải mái 15 phút có thể tiêu hao 40 calo. Nếu mỗi ngày đều có thể làm như vậy, mỗi năm có thể giảm 1,8 kg cân nặng. Bất kỳ ai lúc sắp không khống chế được cảm xúc của mình, không ngại chuẩn bị một chiếc hộp cấp cứu cho tâm hồn, ví dụ như xem một bộ phim, chạy vài vòng, đến nơi nào đó ăn chút điểm tâm, chơi với trẻ nhỏ, hay lúc mua sắm chia sẻ nụ cười với người bên cạnh. Hãy để nụ cười như ánh mặt trời soi sáng cuộc sống của bạn, cũng làm êm dịu trái tim. 9. Ít nói, làm nhiều. Kế hoạch cho sự khỏe mạnh không chỉ dừng lại trên lời nói, đụng chút là không có thời gian, không kiên trì nổi. Mỗi ngày phí không ít thời gian để than phiền sao không giảm cân được, bụng bia lại lớn dần ra. Không bằng tận dụng khoảng thời gian đó để làm cái gì đó. Nói cách khác, bạn được... Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AFT Truyền thông Tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.